Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với Chung Còi Apple TV. Thì mấy hôm vừa rồi nhà mình có một chút việc buồn ấy, nên là hôm nay mình quay lại video bán lại hàng cho tất cả anh em. Đấy thì mấy hôm vừa rồi những anh em nào mà đã chốt máy của mình thì hôm nay mình đã gửi hết cho anh em rồi nhá. Những hôm đấy thì mình có một chút chuyện nên là không thể gửi ngay cho anh em được. Có gì anh em thông cảm cho mình. Còn hàng tất cả mọi người hôm nay sáng sớm nay đã gửi đi hết rồi. Và chiều nay và bây giờ mình đang có một ít hàng để lên nốt cho anh em để chuẩn bị về lô hàng mới tiếp theo em nhé. Để cho một hai hôm nữa mình lại có vô lô hàng mới tiếp theo. Có thì không để mọi người đợi lâu nữa. Và mình xin nhắc lại tất cả những máy mình bán ra để bảo hành 3 tháng tất cả anh em. Ví dụ như mọi người nhận hàng nhé, kiểm tra một máy lỗi nhé, mọi người hoàn hàng về nhá, không mất ship, không mất cọc, không mất bất kỳ cái gì cả anh em nhá. Còn nếu mà mọi người tự ý không lấy hàng mà mọi người bỏ hàng thì là mọi người sẽ mất cọc. Còn ví dụ như máy có vấn đề về máy, về lỗi về máy thì bên mình sẽ chịu hoàn toàn tiền ship, tiền cước và hoàn trả mọi người cọc, không thiếu anh em 1.000 nào, anh em ok nhá. Anh em yên tâm. Thì hôm nay không để anh em đợi lâu nữa nhá. Mình lên video nhanh cho tất cả anh em. Đây, đầu tiên là mình lên cho anh em những con hàng mà đây, con này đi. Hôm trước là mình đây, con này là bản 128 nhá. Mình cứ tưởng nó là bản 256 cơ. Con này bản 128 GB. Ok chưa? iPhone 13 Pro em nhá. iPhone 13 Pro bản 128 GB. Máy quốc tế zin full mực tí đây thôi. Con này mình để cho anh em giá là 7,9 triệu anh em nhá. Viền đẹp nét luôn, viền đẹp keng luôn. Đấy, hôm trước mình tưởng là 256 mình để cho anh em giá 8,3 triệu. Nhưng đây là 128 thôi anh em ạ. Pin 83, pin 83. Đấy. iPhone 13 Pro màu xanh. Máy quốc tế zin full anh em nhá, mực tí ấy thôi, còn lại là màn zin hết nhá, men zin, màn zin, cam cũng zin hết, vỏ zin, vỏ đẹp keng luôn. Con này mình để cho anh em giá là 7,9 triệu cho anh em, 7,9 triệu nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em dòng 14 Pro, con này thì nó đang hết sạch pin rồi, đấy con này đang hết sạch pin rồi, bản 128 GB, máy quốc tế full, đấy con này thì con này hết pin mình còn chưa kịp test cơ, đấy, hôm nay mình hơi vội một chút mình chưa kịp test, thế thì anh em nào mà quan tâm con này nhá. Đấy, con này chắc chắn là sẽ cực kỳ rẻ cho anh em này. Đấy, giá loanh quanh chỉ tầm 90 triệu thôi. Đấy, 14 Pro luôn anh em nhá. Con này như mình nhớ không nhầm thì trên list người ta ghi là có mực. Đấy, màn mực. Đấy, 14 Pro nhá. Anh em nào quan tâm con 14 Pro trắng này, ebook trực tiếp cho mình sẽ thì mình sẽ sạc pin và thay và chụp ảnh chi tiết cho anh em nhá. 14 Pro này 128 này. Còn con này là 14 Pro 256 này. Đấy, con này 14 Pro 256 này. Con này chả có gì mình phải giấu giếm cả anh em nhá. Lô hàng về thì nó có con như này. Đây xin mình báo rõ chuẩn tình trạng cho anh em, con này hiện tại đang là zin full. Ok chưa anh em? Bán 256 GB và màn mực như này. Đấy. Màn mực như này thì cái màn này nó bị vỡ kính nhá. Đấy. Thì mình sẽ ép lại kính cho anh em. Anh em nhá. Đấy, mình có gì mình nói vậy luôn. Vỏ thì cũng là ok đấy, vỏ đẹp đấy. Đấy, bán 256 GB, máy quốc tế full chức năng full face đi. Con này thì vỡ kính, mình sẽ ép lại kính đẹp cho anh em luôn. Đấy, và nó bị mực hai cái đây, để cho anh em với giá là 9 triệu bao nhiêu ạ. Bị mực đây nhá, không bị sọc nhá. Đấy, con hôm trước là bị sọc cả mấy vạch này, thì là mình để cho anh em giá là 9 triệu hơn 9 triệu nhỉ, 9 triệu đúng không? Đấy, còn con này thì nó không bị sọc, nó chỉ bị mực thôi. Và không bị sọc thì mình để cho anh em giá là 9,700,000 anh em nhá. iPhone 14 Pro bản 256 GB sẽ ép lại kính cho anh em luôn, 9,700,000 đồng. Còn anh em nào không thích ép kính, đấy, màn cái này màn zin nhá, mà anh em không thích ép kính mà anh em thích thay màn thì mình sẽ thay bàn mới cho anh em và để cho anh em giá là 11 triệu. 14 Pro 256 GB nha mọi người. 14 Pro 256 GB pin lại cao luôn, pin cao hơn con 128 này. Con này pin 8586 anh em nhá. Vỏ thì ok, viền đẹp đấy. Đấy, 9,700,000 đồng cho tất cả anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em dòng 12 Pro Max quốc tế full chức năng màn zin AM em nhá. Con này là mình hôm trước mình báo cho anh em là báo là mình mua được của khách đây. Đấy, con này hôm nay mình để cho anh em giá là màn zin ám siêu mờ luôn anh em nhá. Siêu mờ luôn, anh em nhìn thấy có ám thực sự không thấy ám luôn. Mờ dã man luôn. Đấy, máy quốc tế full chức năng full face ID nhá. Đấy, main zin, màn zin, con này báo cho anh em là đã thay pin, khách đã thay pin rồi. Đấy, mỗi lần thì để cho anh em giá 8 triệu rưỡi và 8 triệu 6 đây đúng không? Hôm nay để cho mọi người ra 8,450,000 anh em nhá. 8,450,000 iPhone 12 Pro Max máy quốc tế full chức năng thay pin. Đấy, nó sẽ báo pin này. Đấy, sẽ không báo pin này. 8,450,000 cho tất cả anh em. Quá ngon này. 8,450 nhá. Đấy, hôm nay là hàng thanh lý, bán thanh lý cho anh em nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em dòng 11 Pro. iPhone 11 Pro máy quốc tế full chức năng màn mực bé, pin 85. Con này mình để cho mọi người giá 5,8 triệu anh em nhé. 11 Pro 256 GB máy quốc tế full chức năng màn mực bé này, để cho mọi người giá 5,750,000 anh em nhé. 5,750, vỏ đẹp dã man luôn, vỏ đẹp dã man luôn, vỏ đẹp 99 keng luôn. 5,750,000 cho tất cả anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em dòng hai con iPhone 11 Pro nữa.
Hai con này bản đều là bản 256GB, máy quốc tế full chức năng màn phim. Hai con này màn phim thì mình để cho mọi người giá 5,8 triệu anh em nhé, một đen một xanh, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đẹp cực kỳ đẹp luôn, zin áp luôn này, con này zin áp luôn này. Hai con đều là màn phim anh em nhé. 5,8 triệu đồng cho tất cả anh em. Đây, hai con phim đây. Đây, anh em nhìn này. Cực kỳ ngon luôn. Phim này. Ok chưa? Đấy, phim tí đây rồi nhá. Hai con này, phim dưới này. Đây, và phim đây. 5,8 triệu đồng cho tất cả anh em. 11 Pro 256GB, máy quốc tế zin full, 5,8 triệu nha mọi người. 5,8 triệu này. Tiếp theo là mình lên cho anh em dòng 12 Pro hàng thanh màn, à hàng mực cho anh em nhé, hàng mực trước. iPhone 12 Pro màn mực này, máy quốc tế full chức năng full Face ID. Con này thì mình để cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ? iPhone 12 Pro nhé mọi người. iPhone 12 Pro 128GB, máy quốc tế full chức năng màn mực. Đấy, con này thì mình để cho mọi người với giá là con này màu trắng đẹp dã man luôn anh em nhé. Con này màu trắng đẹp cực kỳ đẹp luôn. iPhone 12 Pro này, bản 128GB, máy màu trắng đẹp tinh. Con này mình để cho mọi người với giá là 6 triệu bao nhiêu ạ? 6,900,000 đồng cho tất cả anh em. Mực tí đây nhá. 6,9 triệu nha mọi người. iPhone 12 Pro 6,900,000 đồng cho tất cả mọi người này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro 128GB, máy quốc tế full chức năng màu vàng. Đây, vàng thì mực tẹo thì theo đây thôi. Ok chưa? Mực tí tẹo này theo đây thôi. Con này thì mình để cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ? 7 triệu bao nhiêu? iPhone 12 Pro 128 nha, máy màu vàng gold. Zin đẹp. Đấy, nhưng mà mực ở đây. Mực tí thôi. Viền đẹp nét luôn, đẹp keng luôn anh em nhá. Viền nét đẹp keng luôn. Đấy, con này thì mình để cho mọi người với giá này. Đây. Mực tí tí đây thôi, tí cực kỳ bé luôn anh em nhá. Con này mình để cho mọi người giá là 7 triệu bao nhiêu ạ? 128GB, 12 Pro 128GB màu vàng gold. Con này mình để cho mọi người giá là 7,200,000 đồng cho anh em. 7,200,000 đồng cho tất cả mọi người nhá. Màu vàng gold đẹp dã man luôn. Mực còn siêu bé nhá. 7,2 triệu. Màu vàng gold. Đấy, màn này đẹp chưa? Không vết xước luôn. 7,200,000 đồng cho tất cả mọi người nhá. Tiếp theo là mình lên cho mọi người một con iPhone 12 Pro nữa. Con này màn ám thực sự mọi người nhá. Đúng, mọi người nhìn thấy ám luôn. Không thể nhìn thấy ám luôn. Ám mờ dã man luôn. Đây, mình để quay chi tiết cho anh em. Đây, mình để nền trắng luôn cho anh em nhá. Anh em có thấy ám không? Thực sự nó không phải là ám ở đằng cột sóng wifi đâu. Đây. Đấy, con hôm trước là 256 mình bán rồi nhá. Đây nó ám một tí ở dưới này thôi. Con này thì mình để cho anh em cũng giá là 7,200,000 đồng cho anh em. Con này màn không mực nhá. Con này màn cũng ám mờ mờ đấy, ám siêu mờ luôn, 7,200,000 đồng. Đấy, hai con này là 7,2 triệu này. Còn con màu trắng kia là mình để cho anh em giá 6,9 triệu nhá. iPhone 12 Pro 128GB, máy quốc tế full chức năng full Face ID hết nhá. Main zin nhá, màn zin cam zin. Ok chưa anh em? Đấy, còn tiếp theo là mình lên cho anh em dòng 12 mực. Bây giờ lên cho anh em iPhone 11 thường đi. iPhone 11 thường, máy quốc tế full chức năng full Face ID. Nói chung là bọn này là bọn zin hết, còn màu tím thì mình đã thay pin rồi. Còn màu trắng chưa thay gì cả. Zin nguyên bản nguyên áp. Đấy, màu trắng màu tím hôm nay để cho mọi người với giá là 5,850,000. iPhone 11 thường, quốc tế full chức năng 64GB, trắng nguyên bản nguyên áp, pin kém, tím thì là pin 100% em nhá. Con này mình để cho mọi người giá là 5,850,000 cho tất cả anh em. 5850. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone gì đây? iPhone 11 Pro Max thay màn nha mọi người. iPhone 11 Pro Max thay màn. Đây mọi người đợi mình chút. Đây, iPhone 11 Pro Max thay màn này, máy quốc tế này, full chức năng này. Bản này bản 64GB nhá, để luôn cho mọi người giá là 5,550,000. Ok chưa? iPhone 11 Max quốc tế full chức năng 64GB, thay màn pin bán luôn. Pin zin là pin là 8889 nhá. Pin con này nhớ không nhầm là 8889, chuẩn luôn anh em, pin chuẩn 8889 đấy. Con này vỏ đẹp 99 keng luôn. 5,550,000 cho tất cả anh em. 5,550 nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 mini, máy quốc tế full chức năng màn mực bé đây. Hôm trước thực sự mực mép là quá là ngon luôn đây này. Hôm trước là mình để cho người giá là 3,9 triệu anh em nhá. Đấy thì mình bận đây, mình bảo luôn cho anh em là con này vỡ lưng này. Đấy, để cho anh em giá 3,9 triệu đúng không? Hôm nay để cho mọi người với giá là 3 triệu bao nhiêu ạ? 3,750,000 anh em nhá. iPhone 12 mini bớt cho anh em 150 luôn. Màn đẹp không biết xước, mực tí đây thôi. Thực sự mực này màn này màn zin nhá, không phải màn lô hay là màn gỡ hay là thay màn đâu. Màn zin, mực siêu kim, 3,750,000 cho tất cả anh em, rẻ quá rẻ luôn. Đây iPhone 12 mini này. Anh em mình sẽ đấy. Nó bị vỡ lưng mình báo luôn cho anh em vỡ lưng nhá. Còn lại là zin full, mực tí đây thôi. 3,750,000 cho tất cả anh em luôn. 3,750,000 anh em nhá. 3,750. Tiếp theo là mình lên cho mọi người một con hai con đi nhỉ. Hai con iPhone XR đi, hàng zin anh em nhá. XR hàng zin. Đấy, một hồng và một xanh. À một cam và một xanh. Đây, một cam một xanh đây. Con cam thì vỏ đẹp hơn con xanh. Đấy, mình theo mình đánh giá là đẹp hơn một chút. Con xanh phí tí đây. Xanh thì để cho mọi người giá là 4,1 triệu anh em nhá. Xanh thì cho người giá 4,1 triệu này.
Đấy, còn con màu cam thì cho anh em giá 4,2 triệu. Máy quốc tế Zinfull iPhone XR 4,1 triệu, 4,2 triệu, quá ngon luôn. Màn to bên châu chiến mọi loại game đây. 4,1 triệu và 4,2 triệu cho anh em nhá. 4,1 triệu màu xanh, 4,2 triệu màu cam. Đấy, máy quốc tế Zinfull. Đây, con này thì hết pin rồi. Nói chung hai con này màn đều đẹp hết anh em này. Màn đẹp hết luôn này. Đấy, 4,1 triệu và 4,2 triệu nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em hàng Zin. iPhone 12 thường Zin, máy quốc tế Zin nguyên bản nguyên áp anh em nhá. 6,650 triệu, pin 86%. Máy quốc tế Zin full không Zin tặng máy luôn. Zin nguyên bản nguyên áp, máy màu đen. 6,650 triệu cho tất cả anh em, 6,650 triệu nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em dòng 12 Pro Max Zin full Zin áp. iPhone 12 Pro Max Zin full Zin áp này. Hai con này thì là bản 128GB. Mình để cho mọi người giá là 11 triệu bao nhiêu ạ? 11 triệu 850 nghìn anh em nhá. iPhone 12 Pro Max bản 128GB, máy quốc tế Zin nguyên bản nguyên áp, 11,850 triệu anh em nhá. Anh em đừng so sánh với hàng spa lên vỏ hay là ép kính. Những tình trạng là mình sẽ báo rõ cho anh em, nếu mà sai tình trạng anh em thì cứ hoàn hàng về, không mất cọc, không mất ship tặng máy anh em luôn. Hai con này mình bao nguyên bản nguyên áp cho anh em nhá, 11,850 nghìn cho tất cả anh em, 11,850 này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro Max 256GB Zin nguyên bản nguyên áp. Đấy, con này máy màu xanh đẹp dã man luôn, leng keng luôn. Con này mình để cho anh em với giá là 12 triệu bao nhiêu ạ? 12,850 triệu anh em nhá. Hai con này thì cho anh em với giá là 11,850 triệu. Hai con này thì con này thì cho anh em giá là 12,850 triệu. Nó là bản 256, còn lại là Zin full anh em nhá. Còn lại là Zin full, ok chưa ạ? 12,850 nghìn cho tất cả anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em dòng iPhone 12, con này bán rồi đúng không? 12 Pro này, Zin nguyên bản nguyên áp cho anh em đây. iPhone 12 Pro Zin nguyên bản nguyên áp cho tất cả mọi người đây. Hai con này thì mình báo luôn cho anh em nhé, một xanh một trắng, ok chưa? Máy quốc tế Zin full 8,950 triệu anh em nhé. Một trắng một xanh, không Zin tặng máy, đền thêm cho anh em 10 triệu luôn. Bao cho anh em kiểm tra trích choác thoải mái anh em nhé. Nhận hàng kiểm tra test tùng ok mới thanh toán, không ok hoàn hàng, nếu lỗi về máy về hoàn về, không mất cọc không mất ship anh em nhé. 8,950 nghìn cho tất cả anh em. 8,950 triệu nhá, 8,950 triệu này. Đấy, tiếp theo là mình lên cho mọi người một con iPhone 12 Pro 256GB, máy quốc tế Zin full. Đấy, con này thì mình để cho anh em với giá là 9 triệu bao nhiêu đấy anh em nhỉ? 9,800,000 đồng cho tất cả anh em. 9,700,000 đồng cho anh em. 9,700,000 đồng nhá. 12 Pro 256GB Zin nguyên bản nguyên áp, 9,700,000 đồng. Còn hai con này thì là 8,850 triệu anh em nhá. 8,850 triệu phải không anh em? Hay 8,850 triệu hay 8,9 triệu nha anh em? 8,9 triệu đúng không? 8,9 triệu. Đấy, hai con này là 8,9 triệu và con này là 9,850 triệu. Ok chưa anh em? Đấy, nó chênh nhau tầm 8,900 nghìn nhá. Thì hôm nay mình có đây, con đây này này, 12 thường này, máy quốc tế Zin full chức năng này, ám tí thì đi đây thôi nhá, ám tí thì đi về này thôi. Để luôn cho anh em hôm nay thanh lý anh em nhá, 5,850 triệu anh em, ok chưa ạ? Đấy, ám một tí ở viền này thôi, còn lại là Zin đẹp hết anh em nhá, nguyên bản luôn. Đấy, ám tí mờ mờ cạnh cạnh ấy thôi, không hiểu tại sao lại ám mờ dưới cạnh cạnh đấy, ảo thật đấy. 8 để cho anh em giá là 5,850 triệu em nhá, 5,850 triệu. Đấy, 12 Pro Max 12 thường 128, 5,850 triệu này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 thường nữa, con này cũng 128GB, máy quốc tế full chức năng màn mực đây, cũng 5,850 triệu cho anh em. Đấy, 12 thường 128GB đó, đều là 128GB, 5,850 nghìn cho tất cả anh em. Thì hôm nay mình một số kèo đây lên cho tất cả anh em. Những em đang cần mình tư vấn máy nào cứ nhắn tin là gọi điện trực tiếp cho mình nhá. Cảm ơn người rất chi nhiều. Xin chào các em và lại mọi người ở video ngày hôm sau. Con này ngon này, 3,750 triệu này, ngon này anh em nhá. 12 mini 3,750 triệu nhá. Đấy, cảm ơn mọi người rất chi nhiều. Xin chào mọi người, chào tất cả anh em.